Tí tu tí tu tí tu tí tu tí à tọa ca nê sa su có đánh bố số na đây gái hê phố pa nê lê có ngọt gọi bước lê nông có bước à dòng tê ta rê bố nê yun xoang ba dòng kê có gel gel nhà đừng đừng lê nông ghi bố ca kê có gà nọa nê Bất hi, bất 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 cha tụi mày ta mà ha nằm à ghi ba à mà mà kê cái bắt đó cha tụi mày à ba mà nằm chú văn đã văn em lo anh đưa xa đưa toa lúc lo lúc ba em lo mà em lo nằm à đi ba à anh ăn bao ngã à tọt ăn à lại có ăn rồi có đi xì cần cần có vẫn có mà kia ta gọi là ăn cách nè nè ra à bay nhưng mà phao là ê ta có bom có năng bật đây bạn năng có năng này à bạn rồi có mà ông năng bật đây la 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 tiêu na yêu toa gây xây toa po nhưng mà tung toa điên đừng như bài bút đi rồi này cái thọ con em hoặc là hợp ác là hình là bút xong rồng này ông là cái này có cái đó đó thời tuần này dòng tay ta đẹp quá một là hợp ác là mờ bui là mờ bi bà bi thì nó xong ác dòng tay ta đất dòng được bao nhiêu ê dòng mang này khăn đây cứ bút quýt lên rồi là mang này khăn đây nữa ông to cơ đó em bóc này nè to ông lục mà bạn em nói nhỏ anh cứt thế đâu là gì chào các vị, tôi là tên là Trương To Gan, giờ tôi sẽ giới thiệu cho các vị xem một bộ phim, đó là phim Tây Du Ký. Con đẩy mẹ mày. Linh ơi, anh Long nè, anh nhớ em quá à. Nhớ con cặc tao nè, đậu mẹ mày lộn số ra mày ơi. Mày phá tao hoài. Tao sang la, bên cả bùi, in lại lấy. Còn lại in bên cả bùi. Bây giờ vợ cho chồng ăn tôm thì được ôm, mà ăn cá thì được đá. Chồng chọn ăn gì? Ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế đâu là gì? Alo. Alo con cặc. Anh Linh à? Mày bị thần kinh à? Anh đi em không sao đâu. Em đã nói là em không sao mà. Hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Em nói cho em không sao đó anh đi.
tắt máy nhá. Chào các vị, tôi là tên là Trương To Gan. Giờ tôi sẽ giới thiệu cho các vị xem một bộ phim, đó là phim Tây Du Ký. Con đẩy mẹ mày.